Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản phát sóng thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong đợt rà soát kế hoạch sử dụng đất mà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện mới đây, tại hơn 1.200 dự án xây dựng đã phát hiện gần 50% dự án đang treo với những tình trạng khác nhau. Cụ thể, có những dự án treo khi đang bồi thường dang dở, có những dự án đã có đất sạch nhưng không xây dựng và cũng có những dự án đang xây dựng dở dang. Và theo các chuyên gia, nếu không gỡ tình trạng treo dự án này và có phương án lâu dài thì vấn đề treo xây dựng này sẽ trở nên nhức nhối cho nền kinh tế, bởi không chỉ làm cuộc sống người dân trở nên khốn khổ mà còn liên đới tới nhiều ban ngành. Cụ thể thực trạng này như thế nào, vấn đề treo dự án nhức nhối ra sao, tất cả sẽ có trong 15 phút chuyên đề ngày hôm nay. Mời quý vị theo dõi. Hơn 10 năm, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã quen với hình ảnh này, tọa lạc trên tổng diện tích đất 6.672 m2 giữa trung tâm quận nhất. Dự kiến đây sẽ là cao ốc phức hợp, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê với 5 tầng hầm và 41 tầng cao. Tuy nhiên, năm 2011 khi đã hoàn thiện được 80% công trình thì cao ốc 5.000 tỷ đồng này ngừng thi công và treo cho đến bây giờ. Chẳng hạn như chúng ta thấy dự án Sài Gòn One Tower, đó là dự án ở số 1 đường Hàm Nghi. Thì dự án này đã bị đắp chiếu trùm mền là 10 năm nay. Dự án Sài Gòn One Tower chỉ là một trong nhiều dự án xây dựng đang treo tại thành phố Hồ Chí Minh, bởi theo thống kê của Sở Quy hoạch và Kiến trúc, trong đợt thanh kiểm tra mới đây, thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 1.269 dự án với tổng diện tích 18.930 ha, thì hiện có đến 577 dự án với tổng diện tích 5.915 ha chậm triển khai. Đây là những dự án chỉnh trang đô thị mà chủ đầu tư đã đăng ký xây dựng và được đưa vào bản đồ kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, sau quyết định giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của nhà nước thì gần 50% dự án vẫn đang bất động do chưa triển khai xây dựng hoặc đắp nền khi đang xây dựng dở dang. Trong 1.269 dự án chúng ta rà soát thì trong đó tiếp tục thực hiện chỉ có 469 dự án, còn điều chỉnh, cắt giảm và sử dụng và chuyển mục đích rồi hoặc hủy bỏ quyết định nó lên đến suýt soát 50%. Qua tìm hiểu của phóng viên VITV, trong hơn 500 dự án xây dựng đang treo tại thành phố Hồ Chí Minh thì ở mỗi dự án lại đang trong tình trạng bất động khác nhau. Cụ thể, nhiều dự án đang là đất bỏ hoang do chưa chuyển được mục đích sử dụng lên đất đô thị và chưa đưa vào sử dụng. Thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho thấy diện tích đất bỏ trống do treo dự án vào khoảng 2.700 ha. Trong đó, khoảng 2.100 ha là diện tích đất đô thị chưa chuyển nhượng mục đích và gần 600 ha là đất chưa đưa vào sử dụng vì chủ đầu tư cố ý găm đất và dự án giải phóng mặt bằng da beo. Còn lại là dự án xây dựng dang dở. Chậm triển khai các cái dự án, nguyên nhân lớn nhất hiện nay là cái nguồn lực của các cái dự án thì các cái chủ đầu tư thì gần như là một số chủ đầu tư khi triển khai thực hiện thì chưa đảm bảo nguồn lực trong quá trình tổ chức thực hiện. Rồi là một số cái dự án là coi như là quy hoạch đó là chúng ta nó chưa sát với thực tế nên là trong cái quá trình tổ chức thực hiện thu hồi đất nó gặp khó khăn. Như vậy, trong tổng số 577 dự án xây dựng đang treo tại thành phố Hồ Chí Minh thì mỗi dự án một tình trạng bất động khác nhau. Có dự án đã giải phóng mặt bằng gần xong, hay có dự án đã giải phóng mặt bằng nhưng nhiều năm chỉ là mảnh đất trống, hoặc có dự án treo ở hiện trạng là khối bê tông xây dở. Theo các chuyên gia, đây sẽ trở thành vấn đề nhức nhối nếu thành phố Hồ Chí Minh có phương án giải quyết, bởi dự án treo không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà còn tác động không tốt lên nền kinh tế. Trong cuộc họp mới đây, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các dự án bất động sản. Đầu tiên là khu vực Nhà Bè, nơi có khoảng 87 dự án xây dựng đang bị treo, sau đó là Bình Chánh và các quận huyện còn lại, bởi treo dự án đang trở thành vấn đề nhức nhối của Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ làm cho cuộc sống người dân khốn khổ mà dự án chậm triển khai còn ảnh hưởng đến cả nền kinh tế. Đây đáng lẽ là khu đô thị sinh thái Bình Quới Thanh Đa, tuy nhiên sau 26 năm quy hoạch được duyệt thì khu đô thị rộng trên 426 ha vẫn là cảnh tượng thế này. Căn nhà này đang là nơi sinh sống của gia đình 3 thế hệ ông Bùi Văn Chánh, phường 28 quận Bình Thạnh, mong muốn tách thửa và cất nhà mới cho hai người con của ông Chánh tan thành mây khói. Khi siêu dự án khu đô thị sinh thái Bình Quới Thanh Đa được chấp thuận đầu tư từ năm 1992, do 700 m2 đất của gia đình ông Chánh nằm trong ranh dự án. Tuy nhiên, gần 3 thập kỷ, ông Chánh cùng 3.000 hộ dân phường 28 quận Bình Thạnh sống trong cảnh đất không chuyển nhượng được, nhà thì không được xây mới, phân lô tách thửa cũng không, khó khăn vô cùng vì dự án treo. Giống như bà con này có quyền để sống chứ còn không có quyền để làm gì đối với mặt nhà nước này trên. Giờ hỏi chứ giờ muốn xây nhà, xây cửa để tách cho vợ chồng ra riêng cũng đâu được đâu mà làm gì. Đâu có buôn bán gì được đâu, mà đâu có làm gì lớn được đâu. Câu chuyện cuộc sống tạm bợ của người dân ở dự án treo Bình Quới Thanh Đa này cũng là điển hình của cuộc sống hàng ngàn hộ dân đang nằm trong những khu vực có dự án treo khác. Bởi 577 dự án treo của thành phố Hồ Chí Minh kéo theo hàng nghìn hộ dân xung quanh khu vực các dự án này gặp phải trường hợp như vậy. Nguyên nhân thì rất nhiều, do chủ đầu tư thiếu năng lực tài chính, còn có trường hợp cố tình treo dự án để ăn chênh lệch giá. Cụ thể như là chuyển quyền sử dụng đất trái phép, hay là chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, vân vân. Mà thực tế thành phố chúng ta là có việc này không? Có rất nhiều, có mà không phải chỉ có, mà là có rất nhiều. Có một số trường hợp khi đất giao dự án thì được chuyển nhượng hết người này qua người khác để ăn chân lên trên lệch giá. Trong khi việc kiếm lợi bất chấp và yếu kém năng lực tài chính của chủ đầu tư đang kéo theo hàng nghìn hộ dân gặp khó, thì tại nhiều dự án khác, kẻ gặp khó lại chính là chủ đầu tư, do vướng trong công tác giải phóng mặt bằng. Đây là điểm nghẽn lớn nhất của tình trạng chậm triển khai, bởi theo luật đất đai và luật nhà ở thì dự án phải giải phóng mặt bằng 100% mới được xây dựng. Nhưng với cơ chế tự thỏa thuận theo giá thị trường, có nghĩa dự án triển khai nhanh hay chậm tùy thuộc rất lớn vào người chuyển nhượng. Và đằng sau cơ chế này lại xuất hiện bất cập. Chưa có đền bù được hết, nếu còn là 5%, 10% chưa đền bù thì dự án không thể thực hiện được. Thì bởi vì thực sự có những nhà đầu cơ, khi họ biết cái doanh nghiệp đó làm dự án thì họ vào họ mua da beo, họ chiếm đất trong đó, họ đòi đền bù giá cao. Vậy vì đến còn 5% đó mà doanh nghiệp không chấp nhận đền bù giá cao cho cái nhà đầu cơ đó, cái nhà mà họ đi mua da beo, cái nhà đầu tư họ đi mua da beo đó, thì hai bên này tranh chấp nhau là dự án là chưa giải phóng hết 100%. Thì coi như là dự án cũng bị trễ. Nhiều dự án thực hiện theo cơ chế doanh nghiệp tự thỏa thuận quỹ đất với người dân bị ngãn do vướng công tác bồi thường, nhất là đối với các dự án có quy mô lớn, diện tích bồi thường đạt trên 90%, phần còn lại doanh nghiệp và người dân không thỏa thuận được với nhau để triển khai thực hiện, làm ảnh hưởng chung đến việc khai thác hiệu quả tiềm lực đất đai cho phát triển của huyện. Trong khi đó, pháp luật hiện hành chưa có quy định tháo gỡ vướng mắc này. Công tác giải phóng mặt bằng khó khăn đến nỗi mà sau khi có đất sạch, chủ đầu tư không còn khả năng tài chính để làm pháp lý về đất, như chuyển mục đích sử dụng đất lên đất đô thị, đóng tiền sử dụng đất, v.v. Hay có dự án xây dựng được 60-70% công trình, rồi treo đó vì chủ đầu tư cạn vốn. Giá trị đất, giá trị công trình chẳng những không được khai thác, mà chủ đầu tư còn khốn khổ vì bị chôn vốn do đã tiến hành bồi thường và xây dựng gần xong. Lúc mà họ vào tham gia dự án đó thì họ chưa đánh giá được hết những cái tác động khó khăn từ các cái kinh tế xã hội, tác động kinh tế xã hội từ bên ngoài, từ những cái biến động chính trị ở trong khu vực, trên thế giới mà cái nền kinh tế, nhất là trong những cái kỳ khủng hoảng kinh tế khu vực, khủng hoảng kinh tế thế giới. Thì họ đánh giá là khi mà thực hiện cái đề án, cái đồ án quy hoạch, dự án quy hoạch đó thì họ có lợi hoặc là đang thực hiện thì họ thiếu vốn, họ không đủ nguồn lực, thế là họ dừng lại, họ kéo dài, họ không thực hiện. Đến cuối cùng thì dự án nó bị treo. Theo các chuyên gia, các dự án treo không chỉ khiến người dân phải sống cảnh tạm bợ qua ngày, vì đi không được mà ở cũng không xong, mà còn tác động cả một dây chuyền từ chủ đầu tư bị chôn vốn đến nhà nước bị thất thu ngân sách, bởi tỷ trọng tài nguyên đất đai chiếm từ 8-9% trong tổng thu ngân sách của thành phố. Đồng thời gây lãng phí quỹ đất khi đất sạch để phát triển dự án bất động sản và đất dành cho các dự án công như công viên, trường học, y tế lại rất thiếu. Phải nhìn nhận rằng trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cả một giai đoạn thì chưa đạt kế hoạch đã đặt ra. Ngay cả trong cái tờ trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thì thành phố cũng nhận trách nhiệm này đối với chính phủ về vấn đề này. Vì khi giám sát thì mới thấy thực tế là một số cái mà chỉ tiêu sử dụng đất mà chính phủ giao cho thành phố đó thì đến giờ kết quả chúng ta chưa đạt. Chẳng hạn như có một số chỉ tiêu thì chúng ta còn dư rất nhiều, có những chỉ tiêu thì chúng ta chưa đạt. Ông Cao Thanh Bình, Phó trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân phân tích thêm, do các dự án đã được phân bổ quỹ đất nhưng không triển khai, dẫn đến chỗ thừa, chỗ thiếu trong việc sử dụng đất, khiến cho chỉ tiêu sử dụng đất của thành phố Hồ Chí Minh không đạt. Cụ thể, đất đô thị chỉ tiêu sử dụng thiếu 16,6%, đất phi nông nghiệp thiếu 18,3%, còn đất chưa đưa vào sử dụng dư gần 600 hectare. Cho nên mới đây thành phố Hồ Chí Minh đã phải điều chỉnh lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố từ nay đến năm 2020. Tại sao chúng ta phải điều chỉnh? Vì là trong cái quá trình từ 2011 đến 2017 đây là chúng ta cái công tác đánh giá cái kết quả triển khai nên là chúng ta không sát được, vì vậy chúng ta phải điều chỉnh kịp thời. Mà nó để trôi một cái quãng thời gian quá dài như thế thì cái việc điều chỉnh cũng rất khó khăn. Bây giờ anh giao đất cho dự án, cho doanh nghiệp ta để triển khai dự án, và theo quy hoạch anh đã công bố cho dân rất rõ ràng rồi. Bây giờ anh cứ kéo dài như thế không thể chấp nhận. Tôi xin nói là hôm nay rất rõ ràng với đồng chí giám đốc sở tài nguyên môi trường, chúng ta không có kiên quyết và không có giữ gìn chặt chẽ cái này thì cái kế hoạch chúng ta sẽ không sử dụng có hiệu quả cái nghị quyết 80 của chính phủ. Như vậy, các dự án chậm triển khai, treo dở dang này gây thiệt hại không chỉ cho người dân mà còn để lại hệ quả không tốt cho cả nền kinh tế. Cho nên trong lần điều chỉnh quy hoạch này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều giải pháp quyết liệt để xử lý hơn 500 dự án xây dựng cũ bị treo và kiểm soát chặt hơn 3.400 dự án đăng ký mới. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ thu hồi các dự án xây dựng cũ bị treo, song song đó kiểm soát chặt 3.444 dự án xây dựng đã đăng ký mới trong kỳ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 bằng những cơ chế chặt chẽ hơn. Cụ thể các giải pháp này là gì? Mời quý vị theo dõi tiếp ghi nhận sau của phóng viên VITV. Các dự án đã quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà chậm đưa vào sử dụng thì chủ đầu tư phải có văn bản gia hạn thời gian thực hiện 24 tháng theo quy định, có đúng không? 24 tháng theo quy định tại cái nghị định 43 của chính phủ và nghị định số 01 của chính phủ vào tháng 1 năm 2017. Và chuyển cơ quan thuế đó là thu nghĩa vụ tài chính theo quy định. Trường hợp chủ đầu tư mà không có văn bản đề nghị gia hạn đó, hoặc là sau khi gia hạn 24 tháng mà không đưa vào sử dụng đó, thì Ủy ban nhân dân thành phố phải thu hồi theo quy định. Cũng kiểm tra lại năng lực của các chủ đầu tư đã được giao các cái dự án mà chậm triển khai để thu hồi, rồi đấu giá, đấu thầu công khai để giao cho các chủ đầu tư có năng lực. Đây là toàn bộ những cái nhóm giải pháp mà chúng ta đã thấy trong kỳ đầu hạn chế và bây giờ chúng ta phải tập trung để thực hiện cho kỳ cuối. Chúng tôi cho rằng ở Việt Nam chúng ta cũng nên có một cái công thức rất là công khai để cân đối hài hòa cái lợi ích của người có đất và chủ đầu tư. Để trên cơ sở đó chúng ta chỉnh trang đô thị, chúng ta đảm bảo cái lợi ích của cộng đồng cư dân và đảm bảo chủ đầu tư sau khi đầu tư dự án thì vẫn có một cái kết quả kinh doanh là thuận lợi. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều thắng, tất cả là win-win hết. Chúng ta phải cho phép những người dân trong những dự án treo này đó, người ta phải đảm bảo được cái đời sống, phải đảm bảo được cái đời sống của người dân trong khu cái dự án treo này. Người ta có được quyền xây cất nhà cửa, rồi chúng ta phải đảm bảo những cái hạ tầng điện nước cho người dân để người ta đảm bảo cuộc sống bình thường cho người dân và cho cơ hội và phát triển. Rồi khi nào có doanh nghiệp vào thực hiện dự án thì lúc đó ta mới di dời người dân này. Sau khi thỏa thuận xong di dời người dân này. Thì lúc đó còn hiện nay người dân đang ở trong dự án treo thì để họ vẫn sống bình thường, phát triển bình thường, và nhà nước, chính quyền, địa phương phải tạo điều kiện, mọi điều kiện như những khu dân cư khác đầy đủ để người dân không phải bị kiện cáo, bị khiếu nại, nhân dân họ được cơ hội để họ sống như những người dân ở trong các khu dân cư khác. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Xin kính chào và hẹn gặp lại!